ខ្ញុំសូមអរគុណអស់គ្នាដែលបានមកសិក្សាសាលានេះបាទហើយជារឿងទី3ដែលខ្ញុំមកវិញប៉ុន្តែមកលើមុនបន្តែបានចែកលេខពិសោធន៍ជាបីបាទនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្លីៗបាទខ្ញុំមហេសិទ្ធអ្នកនៅក្នុងពេញតែ đang làm nát ở khang khai cùng cha bà. Nhóm có viên chính khai ra bọc nhóm chia để dụ sở là hay rụng quản lý từ thì công sư ở bọc hàm rết bà quạt chỉ nẹ sử viên nẹ chân vi ra quạt chỉ nẹ sử viên nẹ chân vi ra ở tên là cân nơi hàm rết cứ có nẹ chân tự lên bà tại sao nhóm chia để dụ sở là hay chia sở là hắn đã chiếc thông nơi vùng bình bà chẳng bà sân chia sở là tôi tác quạt mình chơi màu này bà hay bị con sợ là nhóm là càng cờ nhé bà quạt chơi màu sở là nhóm nó cứ làm bây trong hai tháng tá con sợ rơi vùng bình bà quạt như cột đặt ai xa chẳng ná làm bây từ riêng nơi thả rộn bình hay nhóm cũng chạy ra vừa cả đá thay nhóm bàn chung con sợ nhóm cả đá lên nơi thả rộn bình có mũi đo mà chân nam mà đo mà chân nam mà đo chỉ riêng đo chân nam và cứ ta lên tới tu sân nam tại sân xa rồi dạp về biên tật và tai chim nhom lo nhom có miên một lần này chỉ ở tam trời và tai ban hạ thông tư thì ban sọc thiệt nhom lơ chim chim bạc nam bốn miên kia này non đôi bông hồn chật bàn ta bạn chưa rồi sang lư kinh tha ở đây đặt chân dương chưa mẹ ở đây đặt dương ở bàn màu sắc xa bạn bàn màu trẻ phi ở giọt và chân nhom đôi bông ôn chân ca bị đọc nam môn nhưng tôi sẽ đạp nơi con bình hơi nhom chân màu vĩnh ăn miên tên ở đây là gì tìm thoát nhom thầy khát bê vì ở đọc nam rồi sang nhom thầy thầy chư chiên đọc nam còn ta tại sao nhóm nơi miền sầm nắng có ban chung nâng ở sơn nâng vịnh đi pru mẹ đây quật nai non nhóm nứng cứ quật nai non nhóm ơi tự tính thấy có ra chuyện và nỉ quật bom sấy chia PCM tầm nắng ơi tự tế cam chia cứ miền mẹ ra chân sông kẻ đại chung quật với ta hay nên nó mình tụt đi còn miên bong rồi bọc quạt miên thì ta chơi mà đài và còn tè đài còn mui đài bạn chắc cứ trong ban prà sọt nè và chỉ chốt chân hay ban của đập chiêm cho ban lót trong prà để ghép pin lay lay tại prà sạc đá cứ chia đá tay mà đòn và hay chừng ngư lơ chiêm nó cứ miên ba nhà hai à ca ra nhom chư thôn ngơ đời xa nhom chư chiên bạc chân nam hới đầm bốn nhom lên tam lô để xin lịch pram nắng như dung tới đau là lịch đạp tam lô để xin nắng và nhom lên lịch đạp hới cứ nhom trai đặt môi pe chi và chẳng tới chặt nam mới có tới chua rồng rõ rõ tịch mà của cái này nhom kết trà khăn trá cứ nhông miên ba nhà hai sọc thiệp từ đài cứ thứ ba bè nó cứ mình này chùa ba này hoàn là ban bình gì và nhông chư thôn là hốt đó thôi từng đoàn nùng và thôi từng đoàn nùng nước vô nùng nhất hơi dục lá sàn và hồ màu ở đằng này và chân trong cái đó là bọc nhông nó cứ chư đôi nẹ cơn rõ ngay chẳng chắc cục mai bọn thôn cơn bị bay ngay và bãi ba và chắc tôi nhóm khôn rõ ngay mình phục bạc chiên ngạc khôn bì bày ngay tiền bè nè hai nhóm nhóm ta thang đang thay chết ngay nát nhóm thầy ở tân chạy lộn đi hề phần ta chia xong nàng lõ nhóm ban chụp nó là sọt nàng và hai nhóm lên play play prang sạc đà chia tay kèm đò mát trái ba
ແລະທີນີ້ខ្ញុំມັນບານມາສົມໃດຫຼືກໍທີ່ຈູລມາເດໂອ້ຕາມໃບກໍມາឲ្យບ້ອງບ້ອນຄາດເປເວລາດັບຊ្នាំໄວ້ຂ້ອຍບາດບາດຂ້ອຍປາຕື້ໃຫ້ກ້າວປາຄືລໍບານໂຕລັດຜົນຈັ່ງໂອ້ໂດຍສາປີມົນຂ້ອຍປາແນ່ເລືອດຊຽມດັງສາໄປກະນານແນ່ເລືອດຊຽມຄົນຕໍ່ໃດໝິດສາຍສາຍຊຽມວັດຫຼັງໂດຍຊ្នាំແນ່ແມ່ນແນ່ຄ្មៅຫຼັງຄ្មៅຫມອງແຕ່ បាទបើសិនជាចង់ដឹងយើងទៅជួបអ្នកលើកជាតិមុនថ្ងៃទៅដឹងហើយបាទដល់ពេលខ្ញុំប្រើឡើងបានរូបខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំថាខ្ញុំបានដូចជាបានជីវិតបានរស់មកវិញចឹងចុងក្រោយខ្ញុំមានតែចែករំលែកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមឲ្យពុកម៉ែឯតំសុខភាពដើម្បីសុខភាពយើងល្អគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រួសារជាពិសេសដោយតែពុកម៉ែបានដឹងហើយជំងឺនេះគឺការសង្ហើយហើយ យើងទីទុយតើយើងមានអាយុ40ឆ្នាំហ្នឹងគេច្រើនក៏ចាប់ដើមលើកឈាមហើយប៉ុន្តែជាការលើកឈាមដំបូងនេះក៏គឺគ្រាន់តែលើកពូជាថាមានខ្លាញ់នៅក្នុងរុំក្នុងសរសៃឈាមឬមួយរុំបេះដូងអីតិចតួចយើងគិតថាវាមិនតាន់អីដូចខ្ញុំនិយាយថាមានគេប្រាប់ខ្ញុំពីដល់ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលា ហើយទុំនេះពិសេសមើលបាទអូចង់ធ្វើប៉ុតតាមានទេបាទចាំឈឺចាំបំប្រើមានទេបាទអត់ចង់ចាំទេបាទអត់ទេមានទេបាទហើយនេះគឺខ្ញុំមានផតតាំងទី2ពកលទី2គឺអធិបតាគឺជាបកលមួយដែរតកតទៅត្រីសាស្ត្របានផលសម្រាប់ចង់បានស្រីសាស្ត្របានបាទសាស្ត្រអត់ប៉ុន្តែឈឺយល់ទេបាទអត់អត់ទេមានទេបាទ ហើយនេះគឺគាត់លះបងបង្ការទៅបងបង្ហាញទៅដល់ពីផតតាតែគាត់ពីមុនគាត់គ្រប់ឈឺតទៅនឹងមានបញ្ហាលើខ្លាញ់ឬមួយខ្លាញ់នឹងបែដូងតែគាត់ត្រៀមលុយជាង2ម៉ឺនដើម្បីទៅវះកាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់ទេបាទហើយនេះគឺគាត់មានឱកាសល្អបានស្ដាប់គម្រោងនេះដំបូងមកពុយដំបូងអូនស្រីចឹងបានជួបអ្នកណែនាំគាត់ក៏ឃើញអសន្នល្អគាត់ប្រើទៅជាដល់ពេលគាត់ប្រើជាគាត់អាចជឿមុនហើយគាត់ មានចំណងទុំមើលនេះតើហើយបាទអរគុណជួបគាត់ហើយបាទចាំទេបាទចាំជំរាបសួរពីស្អឹមជួបមកប្រកាសរបស់កម្មវិធីសូមសួស្ដីចាំនេះខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនស្រីរតនា อาชีพตามที่นิยุสลาสลาจำแนกตุ้ยตื้ออาจจะเจอไปเพียซาจ้ะมีจีจรานสาขาได้ในภูมิปิ้งหนึ่งในขายของปงฉนังจ้ะนิยุสลาออโรสไนในภูมิในนิยุสลาคือมีปิ้งที่มวยคือนิยุสลาได้กวาดเพื่อการเกษตรไทยจ้ะจำแนกเนี่ยย่อมคือนิยุสลาปาสลาขวนไอ้ออโรสไนนั่งเป็นคาผสมลอยมาให้แต่ปาสลาโดยนิยมจ้ะ จ้าจังกบตอนอาสระนิ้งย่อมสั่นจ้านิ้วสระครัวไอ้คืออันเป็นเปย์สระเต้สระตึ๊ดก็หลบบอลจ้าเออเงียบยกเกจันอ้อคือนั่งเพื่อการเตี้ยจ้าย่างมาเตียงเกย์ยับเตียงจ้าก็มีจึงหนึ่งมวยคือจึงหนึ่งคลังรุมใบโต้งนั่งใบโต้งจมห่อจ้าแต่เพื่อไอ้นิ้งย่อมมีอาการระหอดจบใบโต้งเลิศยวก จนน้าเอาเฟอร์ไอ้ในสัตว์สกปรกกระจกกระลดยอดได้จ้าอาการระบายนั่งตัวแต่บองโอนาแต่กวาดมีจึงหรือโดยย่อมเติบโยนเปียร์ร้องมวยนั่งจ้าปัตตาขยมบานเติบเป็ดปรับหาเอาขยมเตรียมลอยมาไพ่เมินจ้าเหมือนแบนปีเมินในคือมาไพ่เมินสำหรับเพื่อการแบกกัดเป็นโดจ้าเนื้อประเทศสังกูปัตตาในขยมมันบานเกิดต่อเชียร์บางคนไอ้ประตูไอ้มาไพ่เมินจ้าได้ในขยมทัดตกประสันขยมสลับอย่างนั้นสลับเติบ จ้าปัตตาไงมวยจะเป็นสนามบางจูบดังแนวนายนอนประดับการเหมือนเนี่ยคือกวาดเชียร์ประธานสมรู้ประจำในค่ายกระโปรงชนะไปเป็นจำนวนตุ้งเมินจ้าแต่ได้กวาดมวยชุมพลเนี่ยกวาดนายนอนเป็นเชียงแทนป้องจังเชียร์ป้องเชียร์อาเชียร์ตัดบองกว่าบองเชียร์โอนจ้าย่อมกระดักจะเชื่อกวาดกวาดกระโจนย่อมเติมพรมหุ่นทองในกอกเปิดจ้ากวาดจะล้อเหมือนเต้นกวาดจูนย่อมเติมดาวกลายกอกเปิดมันคือเจ้าชุมพลเลี้ยง จักอสอบปลาเพลียงจ้าคือกอดเอาขยมเต็มขนมแต่หลายดาวกอดคือเจี๊ยบกวนเหมือนเนี่ยแต่ยมสลายกอดเหมือนเต็มไปโปรไอ้คือกอดแรงปองเปย์แบบเลี้ยงทั้งไงนึงแต่กอดนอนยมแต่เต็มขนมนั่นคือกอดกอดชื่อแต่กอดกอดตกโกนกอดจ่อซึ่ง
đập bay cả chuôi sọc sọc chỉ vật bọc nhom già về để nhom có thà bom và bom trong đang đặt nam đang bọc cái bom để chuôi chiếm sân già nhom cả phơi cả tam quạt cho được chuôi chiếm hơn là nhom trào già nên là cứ chỉ luôn nhom tài trào ban giờ về bị khai già cứ nhom thọ tục sự nằm mơ của ấy ngày khai nó cứ nhom nằm mơ già cứ tập bị khai luôn nên nhom đi miền mình nhớ miền ấy hay thuật thì nó thuật thằng mình tên chả vì khai trời mới đến nhóm ban này rụng điện bài nâng hạ lời nâng nâng lời chả nâng cứ rụng điện bài này cứ ai để tôi nhóm ban chả sập rạp nhưng nhóm cứ sập ai chật mình tên ông quân cơm hôn nhìn thì đã nhóm nhắn là nhạc bê quay ở tận đây cứ chia tách đi chẳng ư bác đâu từ hoa chả nếu cứ ai đó nhóm chả áo đồ xây con thương bạn vô con game mà sáng cứ con nhom chả nhăm bất lo phi lo thế này cứ con ở đây chơi tế sọc so phiền có hai kha hà răng mua một lo thế này đây cho về để chả chả trong trang nhưng trong trang tới bụng mai bóng ôn ha công sản lôi về chả cứ thay toàn sọc so phiền chả sao phải đặt chia mà sao để lỡ ấy qua ấy đương ca phía ba của ở sọc university cứ chỉ ở sọc tập đã ai chơi sai xong chỉ bật bóng alo được sai ban chia tay phi chừng ư ăn gì đây chả ông con được đến đây ក៏មានដែរបាទអត់មានដែរបែរតើរបស់សុខភាពបាទអរលោកស្រីនេះលើកលំភៃមើលហើយត្រៀមទៅការកាត់បាទអត់មានទេមែនទេបាទមែនទេគាត់ប្រឹងប្រែងរកស៊ីមែនទេតែចុងក្រោយមែនទេបាទពេលប្រាប់ថាឲ្យត្រៀមលុយ 20,000 ដុល្លារតែនេះគឺគាត់តាំងទី3តែនេះគឺគាត់តាំងទី3គឺគាត់បានលះបងតាក់ទងការជំងឺក្នុងប៉ែអស់ហើយចាំជួបបុគ្គលឯកាជំងឺក្នុងប៉ែដែរបាទតែនេះគឺគាត់បានមកហើយគាត់បានចូលជំងឺក្នុងប៉ែគាត់អាចទៅដល់មកគឺជាគ្រូបង្រៀនហើយឯងថែគុំចាំដល់ដែរបាទគាត់ជួបគាត់ដែរបាទគាត់ប្រើយ៉ាងពេកគាត់ជួយការជំងឺក្នុងប៉ែគាត់ក៏ស្បើយគាត់ណាស់ស្បើយជឿបងអូនគ្រូសាគាត់ជួយគាត់ទៅពេទ្យឲ្យកាត់ជឿចោលតែគាត់ថាមិនដែរ
nhất cá đây, con sự nhất một chia ba lên trên điện, chia ba ha, lớp chia ba ta ba điện, rồi bà, con chụp con đây bà, rồi bà, cái con tôi nào bị đau, một rung chung rung bị đau đây bà.